Vui mừng tôi được tới đây giao lưu văn nghệ ơi, thần thấy lòng người đây tôi xin chung đối lời mỗi người thành đạt ơi, lòng người hân hoan ơi em ơi. Xin nói một đôi lời, đây là câu chuyện lịch sử nên đi theo kiểu phong sư nên có cái gì mong các anh chị các bà các cô thông cảm. Chữ Huế Đà Nẵng đi chất hạ giải long đà văn hành quân tầm tông tân quảng đà giải ốm tám công đơn vị tử cũng long nhất tức nguy đường tiên khấu phô thị thành đô văn lý hoa sơ tập kết trung đoàn lệnh xuân kích ngành quân bướn ham sầu đêm xuân đã trói hùng địa hình là tông đúng đông bằng sinh đến giờ tà thân thi định phú và bài là thi những sân bay căn cứ khố tàu bay bi nghi truyền quân bay mọi thi chỉ thiên sùng tiên công đòi miên thắng cái tinh thần xuất bài hoái ráng đi đơn vị câu chiến thì thế trận lập tức thu lời phẩm quân trang bị hướng trung đoàn đầy đủ mọi chiến sĩ vui vẻ hân hoan đoàn tối lại rèo tan khấn huế xe pháo thêm vũ khí thêm lo cứng xe quân theo họ khi thế phong đường đà tàng càng bé càng nho đà vui cố cắm cờ giải phóng hà giờ quân tiến thắng cố đô qua trạm tiền đông ba đài nối thì nấy ở cung bà gái cửa đây đi thia đèo ngay vua chúa cửa lò môn mọi phố cờ bên theo chữ tên màu thân sau tám cách nhà bàn thì hết quán ai bươn diệt đầy lấy ăn ôn mi quỷ thế thiên công ý chí rèn thêm đợt đây đã quyết tâm giải phóng tầm thiên công sôi động mọi miền đoạn phôi tâm dịu yên sao thế tức mà trần trong khí thế ngoan cường
sung chấm ngữ chí thang chỉ hương thanh hoa đón giết gọn xuất hàng đơn vị theo đổi vàng ngắp ý kiến cứng xe tăng khắp hộp thành đô cầm cầm xe cầm cơ giải phóng hướng tiến tà cửa thuận phía đông trong phát lĩnh vì quân nhóm nhạc thủy mà bồ sao sáng bằng cân hồ trên tàu thoát thân đã khám hay thì bồ lâm tinh phái tam tầng sao hoa bắt đầu hàng cách mạng cân là cao lam sỏng cộng thêm cùng phố kêu ông xuyên chìm diện vì định là mình chi em rõ ràng đành bắt đầu xem hàng tạm chế quá các bà đèo bắt đầy đám xuyên ô tô chuyển vừa giam cửa phủ nhà bao bảy kỷ niệm năm lúc để dùng xe làm tấm huy bằng nhi ông tình sử chỉ ra còn thành huế đến cơ giải phóng thanh họ huế phong động hương giang chiến trình đã hoàn toàn đã kết thúc đơn vì lập thành tích chiến công đoàn xứng đáng anh hùng đã tặng